Trong video này, mình muốn chứng minh là các đường thẳng song song với nhau sẽ có cùng hệ số góc. Để mình vẽ các đường song song. Đây là một đường nè. Để mình vẽ đường thứ hai song song với đường này luôn. Mình cho là hai đường này là song song với nhau. Giờ mình sẽ vẽ các đường hoành ở đây. Mình sẽ vẽ một đường hoành ngang trước như này. Giờ mình sẽ vẽ một đường hoành dọc như này. mình đang cho là đường màu xanh lá nằm ngang và đường xanh dương nằm dọc luôn và mình cho hai đường này là vuông góc với nhau và nó cách nhau ở góc 90 độ và từ cái này mình sẽ dùng một số tính chất của hai đường song song để chứng minh được là tam giác này và tam giác này là đồng dạng với nhau và dùng cái đó để chứng minh là cả hai đường thẳng này cả hai đường màu vàng này là có hệ số góc bằng nhau rồi mình đánh dấu một số điểm ở đây và điểm này là a đây là B. Đây là C. Đây là D. Đây là D. E. Để xem nào. Đầu tiên mình biết được là góc CED sẽ bằng với góc AEB. Vì cả hai góc này đều là góc vuông. Góc này 90 độ và góc này cũng 90 độ ngay đây. Mình cũng biết về cái góc đồng vị và xa lê trong khi đường hoành cách các đường song song góc này tương ứng với góc này nếu mà nhìn vào đường màu xanh dương cách nó ở ngay hai đường này vậy nó sẽ là hai góc này sẽ có số đo bằng với nhau nó sẽ là hai góc bằng nhau vậy góc này tại điểm B sẽ cũng bằng với góc này luôn vì nó là góc đối đỉnh mình đã nhìn thấy cái này một vài lần rồi ha và mình biết là góc ABE sẽ bằng với góc ECD đôi khi nó sẽ được gọi là cái góc so lê trong của đường hoành khi hai đường song song nếu bạn nhìn tam giác CED và tam giác ABE, bạn có thể thấy được hai góc giống nhau. Vậy nếu nó có hai góc giống nhau thì góc thứ ba thì cũng sẽ giống nhau luôn. Vì góc thứ ba này sẽ bằng với 180 độ trừ tổng của hai góc này. Vậy góc thứ ba này chỉ bằng 180 trừ cái này, tổng hai góc còn lại. Vậy mình có thể thấy là cả ba góc này đều giống nhau ở cả hai tam giác. Nó không hẳn là giống nhau hoàn toàn, nhưng tất cả góc tương ứng là bằng nhau, nó có số đo bằng với nhau. Góc màu xanh có số đo bằng với góc màu xanh này, góc màu tím góc có số đo bằng góc màu tím, còn hai góc còn lại là góc vuông. Hai tấm miếng này vuông ở ngay đây. Và mình có thể nói tam giác AEB tam giác AEB là đồng dạng đồng dạng với tam giác D E C D E C theo trường hợp góc 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 tất cả góc tương ứng là bằng nhau mình đang xét hai tam giác đồng dạng ở đây vậy mình biết là tam giác đồng dạng sẽ có tỷ số các cạnh tương ứng là bằng nhau vậy mình có thể nói là tỷ số của BE chẳng hạn BE để mình viết nó ra nó là cạnh này ngay đây Tỷ số của BE Với AE AE Sẽ bằng với Vậy cạnh này Trên cạnh này Cái cạnh tương ứng của nó là gì? Cạnh tương ứng của BE là CE Vậy nó sẽ bằng với tỷ lệ giữa CE và DE. DE. Cái được suy ra từ hai tam giác đồng dạng chứng minh khi nãy CE trên DE. Và một lần nữa, một khi mình đã chứng minh được hai tam giác là đồng dạng, mình có thể nói tỷ số các cạnh tương ứng là bằng nhau. Vậy tỷ lệ giữa BE và AE là gì? Tỷ lệ của BE trên AE nó sẽ là hệ số góc của đường thẳng này ở ngay đây. Về hệ số góc của đường thẳng trên này là gì? mình có thể nói là hệ số góc của đường AB hệ số góc của đường thẳng nối hai điểm A và B mình có thể viết nó như thế này Thực ra là nó sẽ là hệ số góc của A, đường thẳng AB nhớ là hệ số góc là khi bạn đi từ A đến B nó là độ biến thiên của y trên độ biến thiên của x vậy bạn đi từ a đến b độ biến thiên của x là ae và độ biến thiên của y là be hoặc là eb tùy cách mà bạn gọi nó vậy cái này ngay đây là độ biến thiên của y còn cái này là độ biến thiên của x giờ mình xét biểu thức thứ hai ha ce phần de ce phần de cái này sẽ là độ biến thiên của y trên độ biến thiên của x giữa hai điểm c và d Vậy cái này là cái này ngay đây là hệ số góc của đường thẳng CD. Đường thẳng CD. Vậy bằng cách chứng minh đồng dạng, mình có thể thấy tỷ lệ của các cạnh tương ứng là bằng nhau. Nó cho mình thấy là hệ số góc của hai đường này là bằng nhau. Vậy là mình xong rồi đó.